Chỉ lưu lại duy nhất kinh này Bộ kinh này đặc biệt quan trọng Đức Thế Tùng khi tại thị Nhiều lần tuyên thuyết Lưu lại những kinh đại tạng này Trong đời Đức Phật chỉ nói một lần Không lặp lại Duy nhất bộ kinh vô lượng thọ Đích thực là Tuyên thuyết nhiều lần không chỉ một lần kinh dương lượng thọ lưu truyền đến Trung Quốc từ sớm đặc biệt có nhân duyên với Trung Quốc truyền đến Trung Quốc sớm nhất ngài An Thế Cao có bản dịch đáng tiếc bản này đã thất truyền từ nhà Hán đến nhà tông thời gian tám trăm năm Phiên dịch 12 lần Trong Đại Tạng Kinh có đề mục của Kinh này Nhưng Kinh không còn Thất truyền bảy loại Còn lại năm loại Từ trong năm loại lưu lại này Chúng ta nhận ra Không phải giảng một lần Trong kinh này Phần quan trọng nhất chính là nguyện, nguyện do Phật A Di Đà phát. Có hai bản là 48 nguyện. Hai bản khác là 24 nguyện. Bản dịch thời nhà Tống là 36 nguyện. Bất luận dịch như thế nào, chắc chắn không phải do dịch sai. Vì sao có sự khác biệt lớn đến như thế? Nên các bậc cổ đức nghĩ rằng Ít nhất phải tuyên giảng ba lần Không giống nhau Mới có khác biệt lớn như vậy Kinh điển tiếng Phạn truyền đến từ Ấn Độ Không phải chỉ một bản Còn bảy bản thất truyền không thấy được nếu thấy được có thể càng nhiều nên tổ sư đại đức chắc chắn rằng ít nhất là ba lần hoặc trên ba lần chứng minh rằng kinh này vô cùng quan trọng xưa nay chưa từng có